6 tháng đầu năm nay thì xuất khẩu thủy sản cả nước ước đạt là trên 4,4 tỷ đô la Mỹ, thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện 4 thị trường lớn nhất nhập khẩu thủy sản Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và EU. Tuy nhiên từ đầu năm nay, chỉ có thị trường Mỹ có dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng 7%, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản và EU tương đối cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhẹ 2%. Năm nay ngành thủy sản phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề cảnh báo thẻ vàng IUU của EC đang là cản trở lớn, cần sớm được tháo gỡ.